Theo sự phân công, đoàn công tác của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên làm trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo hai tỉnh Vĩnh Phúc và Bắc Giang. Đoàn công tác đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, các báo cáo của hai tỉnh đã nêu khá đầy đủ, nhận diện được những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, đưa ra những kiến nghị đề xuất tương đối cụ thể và toàn diện. Theo báo cáo của tỉnh Vĩnh Phúc, lũy kế khối lượng thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trong quý 1 năm 2023 đạt hơn 1,2 ngàn tỷ đồng, bằng 15% so với kế hoạch vốn đã giao. Tính đến ngày 15 tháng 4, kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tỉnh ước đạt 4,4 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 9%. Sức mua thị trường nội địa tăng trên 30%. Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng vốn đầu tư FDI tăng 22,6% so với cùng kỳ năm trước. Tại tỉnh Bắc Giang, sản xuất công nghiệp 4 tháng đầu năm 2023 tăng gần 15%, đứng thứ 10 cả nước và là đứng thứ 2 trong vùng. Sức mua thị trường nội địa tăng 20,7%, kim ngạch xuất khẩu tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước. Khối lượng giải ngân vốn đầu tư công đạt 13,3% kế hoạch vốn được giao, cao hơn bình quân chung cả nước là 10,35%. Bộ trưởng Bộ Công Thương đánh giá cao nỗ lực khắc phục khó khăn, bảo đảm sản xuất kinh doanh của tỉnh Vĩnh Phúc và Bắc Giang. Tuy nhiên, để hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm 2023, Bộ trưởng cũng đề nghị hai tỉnh cần đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong các hoạt động quản lý, giám sát và điều hành, chủ động rà soát tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp, tập trung xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông, viễn thông, logistics, hạ tầng thương mại, dịch vụ, v.v. Với những kiến nghị về tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ phục hồi sau đại dịch COVID-19, hỗ trợ đầu tư, xây dựng hạ tầng khu cụm công nghiệp, hạ tầng năng lượng, hỗ trợ phát triển thị trường xuất nhập khẩu, về các hoạt động thương mại, tháo gỡ vướng mắc đối với các luật, nghị định có liên quan, v.v. Bộ Công Thương sẽ tổng hợp đầy đủ các kiến nghị và ý kiến của các bộ, ngành liên quan để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo hỗ trợ địa phương tiếp tục phát triển bền vững trong thời gian tới.